giờ em đánh nhỉ? 9 giờ là của em rồi. Vấn đề thôi. Anh đến giờ là 9 giờ là của em rồi. Hi.
Tụ cái mồng râu luôn. Đồ quá. Chỗ này chỉ tụ cái mồng râu của nó luôn. Tụ mồng râu luôn. Thank you.
được. Ui, sao thôi? Cậu vô bộ lấy dạ, được, sạc bên tắt kéo của anh này, kéo vô, kéo của anh này. Rồi, có năng bộ lấy 7 năm rồi. Một của anh rồi, cất cân. Rồi, nhá. À, cái đấy không lo, cứ đi về, con tính như hôm nay con bận cuối tuần đi chơi mà. Con đang đi chơi cũng vui nhá. Vâng. Rồi nào, tiếp tục cuộc chiến giữa anh em ta. Không bao giờ có hồi kết. Chơi chưa anh? Đây. Nào, mình cùng lên xe buýt. Được rồi, từ từ lên nhiều nha. Ôi, dở quá. Giá tội gì của tượng hơn một cây à? Tôi ăn cái lối đọc mà còn con à? Bây giờ tin thế, tin thế biết dở anh. Này vào đây à? Thank you.
em cho anh Hòa nhé. Vậy em cho anh Hòa. Ok. Đấy, chúng tôi phải đợi. Ôi giời ơi, thế thì chưa. Anh cứ ở đây đợi á. Rồi, con này thì để ăn đi thôi. Em không cần được. Rồi, để em qua được rồi. Qua được rồi. Qua được rồi. Đây đây. Bắt đây. Còn bên đây. Tiếp. Trong tình. Thấy em về vậy đó là thấy báo xong rồi. À vậy luôn hả? Con em. Anh còn đấy, anh đánh lúc bao giờ mới vào được em đâu rồi. Đánh con đấy thì bao giờ mới vào được em.
tại vì tại nước tôi mua vài ngày mang về. Ôi, sao em nhìn ăn bên kia trước, mình ăn con này thì ngon rồi. Bánh bội thế nào? quá bội. Quá bội cho quý định. Ăn con tốt đấy trước thì ngon rồi. Còn em ăn được gì đâu mà anh bắt. Kín như của bà Lanh luôn. Vào đây em buộc tắt ngay. Qua đây. Còn em thua rồi, đây này là thua chỉ có ở quê luôn. Quê thì thua, em vào được 4 giờ, phát được 4 rồi. Cái này đã quánh được gì em chưa? Dạ. Nói đi này, đấy, sớm cho anh. Yeah.
Hôm nay em là ta nữa.